Quả báo cho kẻ tham lam. Ngày xưa ngày xưa, khỉ và cua là đôi bạn thân, sống bên nhau vô cùng tâm đầu ý hợp. Ơi, xem kìa. Khỉ ơi, xem này, mình nhặt được một hạt ngô. Mình cũng nhặt được hạt hồng này. À, thì ra lúc bạn chạy ra kia là nhặt hạt hồng đó hả? Ừ, hôm nay đúng là ngày may mắn của chúng ta. Đúng vậy, cậu vừa chạy đi thì mình nhìn sang bên cạnh cũng thấy hạt ngô to tròn này. Hạt ngô ăn ngon hơn hạt hồng. Hạt hồng thì chắc xích à. Mình thật là sơ suất. Lẽ ra nhìn sang bên cạnh, có phải mình cũng thấy hạt ngô trước rồi không? Cô ơi, cậu xem nè, hạt hồng của mình to hơn hạt ngô của cậu. Để mình đổi cho cậu nhé. Quý cậu lắm mình mới đổi đó. Ôi, cậu đổi cho mình thật sao? Ừ, thì không phải cậu là bạn thân nhất của mình hay sao? Nào, đưa hạt ngô đây mình đổi cho. Đấy, nhất cậu nha. Giờ thì mình có việc phải đi chỗ này một chút. Chào cậu. Vậy là mình có hạt ngô rồi. Giờ ra đây mà chén một mình thôi. Cua thật ngốc, tưởng hạt to mà thích à. Sao mà cậu ta không bằng mình được. Ngon quá, nhai cẩy thật là bùi và ngọt. Chỉ có một hạt hồng, nếu mình bóc ra ăn thì cũng chẳng được đáng là bao. Chi bằng mình đem đi trồng trong vườn, có khi nó lại lên được thành các cây tươi tốt và ra trái ấy chứ. Khi đó cây có nhiều trái, mình tha hồ ăn lại, còn có cho cả khỉ nữa. Quyết định vậy đi. Nào, hạt hồng của ta hãy lớn lên thành một cây hồng ở đây nha. Thời gian sau. Xem những quả hồng chín đỏ kìa, thật tuyệt quá. Ôi, cây hồng của mình thật là giỏi, lớn thật nhanh và đa nhiều trái thế này. Phải đủ khỉ đến xem cây hồng của mình mới được. À, khỉ kia rồi. Bạn khỉ, bạn khỉ ơi. Bạn cô đấy hả? Chào bạn. Khỉ ơi, bạn đang bận gì không? Qua khu vườn của mình chơi đi, mình có thứ này muốn cho bạn xem. Thú gì dạ? Bạn cứ qua là biết ngay mà. Đi. Ôi, cây hồng sai tiểu quả kia. Đó là cây hồng mình trồng từ hạt hồng mà bạn đổi cho mình đó. Thật thế sao? À, quá ra nhờ có mình đổi cho bạn hạt hồng mà bạn mới có cây hồng này nha. Giờ quả của nó chính thế kia, chẳng lẽ mình không có phần? Có chứ, có chứ. Mình đủ cậu đến đây là để chia phần cho cậu nữa mà. Ờ, phải thế chứ. Để mình trèo lên cây hái quả. Hái cho cả mình nữa nha. Ôi, hồng chín ngọt ngon quá. Khỉ ơi, hái cho mình với. Hái hộ nữa sao? Đáng lẽ ra cây hồng này là của mình hết. À, đúng rồi. Việc gì mình phải hái cho cậu ta quả chín cơ chứ. Cho cậu ta quả xanh là tốt rồi. Cô ơi, của bạn đây. Mình bắt được rồi. Ừ, chúng mình cùng chia nhau ăn hồng nhé. Ừ, được. Nhiều hồng thế này, chúng mình sẽ ăn thỏa thích. À, chát quá. Khỉ ơi, cậu hái cho mình quả chín đi. Quả này còn xanh chát lắm. Quả đã chín rồi, còn gì nữa. Có miệng cậu chát thì có. Đây, cậu thử quả này nữa xem nào. Chát, chát lắm. Ngon quá. Khỉ ơi, bạn hái quả chín ăn, sao lại chỉ hái cho mình quả xanh như vậy hả? Cây hồng này là do mình trồng và chăm sóc, nó mới có được quả như vậy. Mình đã có lòng tốt mời cậu đến ăn cùng, mà cậu thật quá đáng, chỉ thả cho mình quả xanh như thế à. Ờ, cái bạn cô này nói hay nhỉ. Thế hạt hồng là của ai?
không có hạt hồng của mình thì bạn có cây này chắc. Thì hôm đó mình đổi cho bạn hạt ngô của mình rồi còn gì. Mình không cần biết, hạt hồng là của mình thì cây hồng cũng là của mình. Mình đã hái cho cậu rồi mà cậu còn chê thì kệ cậu. Cậu thật ngang ngược. Tốt nhất là cậu nên ở yên trong hang đi, đừng làm phiền mình thưởng thức hồng. Cậu thật xấu xa, cho cậu chừa này. Ôi, đau quá, thả ra, thả ra. Không thả. Ôi, đau quá. Cô ơi, thôi thả ra đi. Mình sẽ hái hồng chính cho cậu. Mình không cần nữa. Cũng nhờ quả hồng mà mình hiểu cậu thật là người bạn xấu. Mình đã lúc nào cũng nghĩ tới cậu, thế mà cậu chỉ thật tham lam và xấu tính. Cô ơi, tha cho mình đi. Mình biết mình sai rồi. Nếu cậu thả ra, mình hứa sẽ tặng cậu những sợi lông mượt mà của mình, coi như lời xin lỗi. Thôi được rồi, lần này mình tha cho cậu đó. Vậy là sau khi năn nỉ cùa tha cho, thì cuối cùng cùa cũng thả khỉ ra. Cũng từ đó, trên càng của cùa mới có lông. Đó là lông của khỉ cho cua. Còn khỉ thì chưa không dám xấu tính với ai nữa, và có cặp mông tấy đỏ đến tận bây giờ. Tình bạn sẽ đến khi ta biết tôn trọng nhau. Tình bạn sẽ mất hết khi ta chỉ biết ích kỷ, tham lam. Chàng trai và nàng tiên. Xưa kia, ở một vùng vịnh biển nọ, có một làng chài sinh sống. Nơi đây có mùa đông dài khắc nghiệt khủng khiếp, khi nhà nhà phải kín cửa cao tường để chống lạnh. Để chuẩn bị cho mùa đông dài, dân làng phải chuẩn bị đầy đủ lương thực dự trữ. Trong làng có cậu thanh niên tên Ben, hiền lành lại chăm chỉ, đánh bắt được rất nhiều cá và thường chia cho những người trung tuổi, già cả, không có sức khỏe để ra khơi xa. Cảm ơn cậu Ben nhiều lắm, cậu thật là tốt bụng. Ai mà được rể là cậu Ben thì đúng là phước đức ba đời. Cháu còn trẻ, có sức đi xa, giúp được thêm ai cái gì thì giúp, không có gì đâu các bác ạ. Rõ là lắm chuyện, không có cách nào nhổ được cái gai này đi. Đúng thế, còn hắn ở đây thì các nàng có giá nhất trong làng, chẳng bao giờ đến lượt anh em mình. Vào dạo gần cuối mùa thu, trai tráng trong làng sẽ cùng hợp tác trong chuyến ra khơi cuối cùng để đánh bắt nhiều cá nhất có thể, dự trữ trước kỳ trú đông dài. Lần này được chung thuyền với anh em cường nhất làng, có gì à, nhờ anh chỉ bảo cho. Anh quá lời rồi, quăng lưới đánh cá thì cả làng chúng ta cùng thạo như nhau mà. Đoàn thuyền sẽ dừng lại ở bãi cá dồi dào nhất, dựng những túp lều tạm trú lại để thả thêm thật nhiều mẻ lưới đầy trước khi mùa thu thật sự kết thúc. Khi không khí lạnh chớm đến, tất cả mọi người giáo giác chuẩn bị quay về làng để kịp trú đông. Anh em ta đi chuyến cuối nha, ở lại dọn dẹp một chút, xem còn ai quên đồ đạc gì không. Nhất trí. Trời ơi, tôi quên con dao sắc nhất tốt nhất trong liều mất rồi. Tôi không thể bỏ lại nó được. Cậu chạy lại lấy cho tôi trong lúc tôi nhổ neo và chuẩn bị bánh lái được không? Được chứ, cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ quay lại ngay. Kệ tôi, dừng lại, đợi tôi với. Cậu mau quay lại đi. Khi Ben nhận ra thì anh đã chính thức bị bỏ lại hoang đảo lạnh lẽo. Và chỉ nay mai thôi, mùa đông khủng khiếp sẽ ập đến. Con dao cậu ta vô tình hay cố ý bỏ lại này, chính là thứ duy nhất mình có giữa hòn đảo hoang này. Và mùa đông sắp ập đến rồi. Người ta sẽ chỉ dòng thuyền trở lại đại dương khi mùa xuân sang thôi. Oán hận vẫn vô ích, mình phải bình tĩnh lại, phải nghĩ cách để sống sót. Bờ bên này đảo đúng là đỡ trống trải hơn, có cây cối thì hẳn là có động vật sống rồi. Con dao này tuy nhỏ nhưng có nó, mình sẽ làm được một cái cung tên để săn chim chóc lấy cái ăn, rồi dựng một cái liều mới
kiếm thật nhiều củi sưởi ấm nữa. Cứ như vậy, Ben vượt qua những ngày đầu đông mà cái rét đã như cắt da cắt thịt, rồi những ngày tuyết rơi nặng hạt, thời tiết mỗi lúc càng khắc nghiệt hơn. Hình như sắp có bão tuyết hay sao? Trời ơi, lạnh quá, phải nhóm thêm nhiều củi nữa mới được. Lạnh quá, nếu không nhóm được lửa thì mình sẽ chết mất. Trời ơi, mình không nhìn nhầm chứ? Kia chẳng phải một con thuyền hay sao? Nhưng sau nó lại sáng rực bất thường thế kia. Lạ kỳ, con thuyền sáng rực tiến vào bờ, mang theo rất nhiều thần tiên ghé thăm hòn đảo lúc này đã phủ trắng bởi tuyết trước sự sửng sốt của Ben. Mùa đông năm nay tôi thấy hòn đảo này còn đẹp hơn nhiều mọi năm. Không khí này thật là dễ chịu. Nào mọi người, hôm nay chúng ta hãy thử say rượu xem sao. Cái cảm giác say mà người hạ giới thường thích thú đó. Nhất trí, say rồi ngủ một giấc trước khi trở về nha. Những người kia kỳ lạ quá, mình chưa từng gặp trên đời. Lẽ nào họ không thấy lạnh hay sao mà cứ ăn uống nói chuyện vui vẻ chứ? Mình có đơn ra chào hỏi không ta? Thôi, cứ quan sát thêm xem sao. Nhỡ ra họ là người xấu thì... Hình như có người lạ trên đảo. Khẩn trương lên thuyền ngay, chúng ta không thể bị lộ tung tích được. Nhanh như một cơn gió, con thuyền kỳ lạ mang theo những vị tiên mất hút hoàn toàn. Nhưng trong lúc vội vã, họ đã bỏ sót một thứ. Nàng tiên trẻ nhất còn ngủ quên dưới bàn tiệc. May quá, họ đã đi cả rồi, còn để lại bàn tiệc này. Đã lâu lắm rồi mình mới được ăn trái cây tươi ngon. Vậy? Tôi sống ở làng chài cách đây nhiều hải lý, bị lạc trên đảo hoang này. Không ngờ hôm nay có các vị ghé thăm. Các vị là... Chúng tôi là thần tiên trên núi Ca La. Nhưng giờ tôi không có thuyền mây đến đón thì không thể trở về nhà được nữa. Nàng đừng lo lắng gì hết. Nếu nàng không chê, hãy theo ta. Chúng ta hãy kết nghĩa phu thê. Từ nay ta sẽ chăm sóc cho nàng. Trước hết chúng ta phải nghĩ cách thoát khỏi đảo này đã. Tôi vẫn còn lại một chút phép tiên, nó có thể giúp chúng ta quay trở lại làng mạc của chàng. Trở về làng với những vật báo còn lại khi từng là tiên nữ, vợ chồng Ben đã xây dựng một căn nhà khang trang, của cải vật chất không thiếu. Người đã hãm hại Ben bỏ anh ngoài hoang đảo thấy vậy thì vô cùng ghen tức. Anh ta chờ đến mùa đông năm sau một mình ở lại đảo, mong tìm được người vợ tiên. Nhưng ác giả ác báo, các vị tiên mùa đông ấy đã không ghé lại đảo. Thay vào đó là một đám quỷ dữ hung tợn, chúng bắt lấy kẻ mưu mô hại bạn mang theo về địa ngục. Nàng công chúa rắn. Ngày xưa ngày xưa, ở xứ sở nọ có một chàng mồ côi tên là Cô Dắt. Chàng vừa khỏe mạnh vừa dũng mãnh, lại rất thích đi chu du thiên hạ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu! Trời ơi! Một con rắn khổng lồ không biết nói ư? Tốt rồi! Mì không sao rồi, mau đi đi. Em không phải là con rắn bình thường. Nếu như chàng đã hào hiệp cứu em một lần thì hãy làm phước cứu em thêm lần nữa đi. Cứu người lần nữa? Ý người là sao? Chàng hãy mang em trên cổ và đi tìm lâu đài thiết ở phía bắc. Đến đó rồi xin chàng ở lại trong lâu đài 3 năm mà không được rời khỏi cửa. Em chỉ có thể nói được đến đó mà thôi. Chàng hãy cứu em đi mà. Xem ra ta với ngươi cũng có duyên. Thôi được rồi, giờ ta sẽ làm theo yêu cầu của ngươi nha. Ừ.
Kia rồi, giờ chỉ cần leo lên đỉnh núi là ta có thể đến được lâu đài bằng thiết rồi. Đến nơi rồi. Chàng hãy đi vào trong đi, và nhớ ở nguyên trong lâu đài này trong vòng 3 năm, không được đi đâu nha. Cho hỏi, có ai ở đây không? Hình như tòa lâu đài này bị bỏ hoang. Thật sự ta sẽ phải ở lại đây trong vòng 3 năm sau rắn. Con rắn đã mất rồi. Ta không ngại sống trong tòa lâu đài này, nhưng nếu không được ra ngoài, ta biết kiếm gì ăn để sống qua ngày đây. Ôi, đồ ăn ở đâu ra thế này? Vậy là mình không phải lo không có cái ăn rồi. Nơi đây đúng là kỳ quái, và cả con rắn kia nữa. Thôi kệ, dù sao mình đã hứa giúp nó rồi, vậy thì mình sẽ ở đây đúng 3 năm vậy. Ai? Chàng dậy rồi à? Chàng trai tốt bụng. Nàng là... Em chính là công chúa con vua Roma, bị rắn cô say ép cưới làm vợ. Nhưng em không chịu, nên đã bị hắn nhốt trong rừng và định thiêu chết em. Chàng đã liều mạng cứu em, nhưng em vẫn bị hắn nguyền rủa biến thành rắn. Chỉ khi có một chàng trai tốt bụng đưa em về lâu đài thiết này và ở lại đây trong vòng 3 năm thì lời nguyền mới được hóa giải. Thì ra là vậy. Nàng chính là con rắn mà ta đã đưa về đây sao? Dạ vâng. Giờ thì chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, bởi một canh giờ sau, khi lời nguyện được phá giải, rắn cô say sẽ bị tiêu diệt, tòa lâu đài này cũng bị phá hủy theo đó. Vậy chúng ta đi thôi. Lâu đài này biến mất, chỉ còn lại chiếc hòm này. Không biết cái hòm này có tác dụng gì không? Đúng rồi, đây chính là cái hòm mà em đã dùng để biến ra thức ăn cho chàng khi chàng ở trong tòa lâu đài đó. Nó là báu vật của cô say. Không ngờ tòa lâu đài bị phá hủy mà nó vẫn còn. Vậy sao? Làm cách nào để sử dụng nó đây? Chàng khẽ gõ nhẹ vào chiếc hòm 3 cái rồi nói, hãy biến ra thức ăn thử xem. Hãy biến ra thức ăn. Tuyệt quá, có cái hộp này trong tay, chúng ta khỏi phải lo kiếm ăn dọc đường rồi. Ta còn đang lo trên đường đưa nàng về cung, không biết lấy gì sống qua ngày đây. Chàng sẽ đưa thiếp trở về hoàng cung sao? Đương nhiên rồi, ta đã chấp nhận giúp nàng thì phải giúp đến cùng chứ. Chúng ta mau lên đường thôi. Dạ vâng. Nàng chỉ cần qua cánh rừng này là nàng được trở về nhà rồi đó. Em cảm ơn chàng, chàng đúng là một người tốt. Sứ mệnh của ta sinh ra là để giúp đỡ người khác mà. Nàng đừng nói như thế. Này chàng trai, đã mấy ngày nay lão không có gì bỏ bụng rồi, anh có gì ăn không? Cho lão xin một ít với. Cụ tìm đúng người rồi đấy. Cụ lại đây, cháu sẽ thiết đãi cụ một bữa thật linh đình luôn. Hãy biến ra thức ăn. Tất cả là của ta ư? Vâng, cụ muốn ăn bao nhiêu cũng được ạ. Lâu lắm rồi ta mới được ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tất cả là nhờ chiếc hòm thần kỳ này. Ta rất thích chiếc hòm này. Cậu có bằng lòng đổi chiếc hòm lấy thanh gươm này của ta không? Nó cũng không phải là một thanh gươm bình thường đâu. Thanh gươm của cụ thì có phép gì ạ? Đây là thanh gươm tự chặt. Chỉ cần khua nó lên là nó sẽ tự chặt tất cả. Người nhìn nha. Hỡi gươm thần, hãy chặt cho ta cánh rừng kia. Wow, quả là một thanh gươm quý. Chỉ cần ngươi chém ngược lại là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Được, vậy lão hãy đổi nó cho cháu đi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mọi người lại náo loạn thế? Quân địch đang bao vây và đánh vào kinh thành. Quân triều đình thất thủ rồi. Mau chạy đi không mất mạng đó.
Nếu thế thì ta càng phải xông lên mới được. Nàng hãy bám chặt vào ta nha. Dạ. Khởi cương thần, hãy chém hết lũ giặc cho ta. Nhờ có gươm thần mà cô giác đã quét sạch lũ giặc xâm lược, trả lại hòa bình cho đất nước. Vua Roma vô cùng mừng rỡ, đích thân ra đón chàng. Cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của chàng cùng công lớn cứu được công chúa khỏi tay yêu quái, nhà vua đã gả công chúa cho chàng. Lễ cưới được diễn ra vô cùng long trọng trước sự chứng kiến của dân chúng cả nước. Từ đó, hai người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Con gái của rồng. Ngày xưa, có một đất nước bị ngoại xâm bất ngờ chiếm đánh. Đức vua và hoàng tộc bị bắt làm tù binh. Chỉ có công chúa Út may mắn được tùy tùng bí mật đưa đi chạy trốn tại một vùng đất xa xôi khác. Tuy nhiên, quân giặc đã truy đuổi nàng đến cùng. Mau bắt lấy nó, không được để nó chạy thoát. Nhanh lên, nó chưa thể chạy xa được đâu. Vào đúng khoảnh khắc chỉ cách quân địch một bức tường rêu sập sệ, tưởng trong giây lát chúng sẽ xông vào tóm gọn nàng, công chúa lại thoát khỏi sự truy đuổi khi giặc bất ngờ tháo chạy khỏi khu rừng như thể có ma đuổi. Còn công chúa thì lạc tới một dinh thự đá trắng bí hiểm trong khu vườn kỳ lạ. Không ngờ giữa chốn rừng sâu này lại có một dinh thự bí mật. Dù đây là đâu đi nữa thì mình cũng đã thoát khỏi quân giặc rồi. Nhất định sẽ có ngày mình quay trở lại cứu được cha và hoàng tộc. Đây chắc hẳn là nơi cư ngụ của bậc đế vương. Nhưng sao lại vắng vẻ thế này? Có ai không ạ? Dường như không có ai hết. Có lẽ mình phải mạo muội xin nghỉ lại. Mình kiệt sức quá rồi. Đừng sợ chi cả. Ta là chủ nhân của cung điện này. Ta sắp xuất hiện. Nhưng con phải hứa là không tìm cách chạy trốn. Tuy ta có hình dáng dữ tợn, nhưng ta không làm hại con đâu. Kính chào ngài. Con đã mạo muội nghỉ lại ở dinh thự của ngài. Xin ngài tha tội. Ta biết con đang bị một đám lính truy đuổi. May mắn là con đã chạy vào đây. Vậy là ban nãy khi giặc truy đuổi con đến khu vườn có tường rào này, chính ngài đã ra mặt khiến chúng bỏ đi. Cảm ơn ngài. Cửa cha cấm lại gần. Đây chẳng phải là mùi oải hương, loài hoa mình thích nhất sao? Đã lâu lắm rồi không ngửi thấy mùi hương này. Không ngờ sau cánh cửa bí mật này lại là một cung điện tráng lệ. Mình sẽ chỉ sang đó hái một giỏ hoa rồi quay về đóng cánh cửa lại. Cha nuôi chắc sẽ không thể biết được. Mau bắt lấy nó. Người là ai? Ta là tể tướng của cung điện này. Tội nghiệp cô gái. Con gái của rồng. Sớm muộn nó cũng sẽ ăn thịt cô thôi. Tốt nhất lại ở lại đây cùng ta đi cô gái ơi. Ta sẽ bày cách để cô trừ khử nó. Không, không thể nào. Người nói láo. Có chuyện gì đã xảy ra? Con mau nói thật cho ta nghe đi. Cha đã cứu mạng con. Nên dù có thế nào con cũng sẽ không phản bội lại cha. Nhưng... Con phải cha cho phép con ở lại đây là vì đợi một ngày nào đó sẽ ăn thịt con. Con đã làm trái lời ta dặn đúng không? Con vô tình đến gần cánh cửa, nó tự bật mở. Con chỉ định hái chút hoa oải hương, không ngờ lại đến một cung điện lộng lẫy. Con đã gặp một gã tể tướng dữ tợn và chính ông ta đã nói rằng
một ngày cha sẽ... Ban ngày ta không thể ở lại dinh thự. Ta đã dặn con kỹ càng thế nào là không được tới cánh cửa đó rồi. Không còn cách nào khác. Bây giờ con phải tiếp tục sang đó. Hãy nhắn lại điều ta muốn nói với hắn rằng âm mưu của hắn sẽ sớm bị ta vạch trần. Đừng sợ, ta sẽ đi theo và bảo vệ con. Dạ, con nhớ rồi thưa cha. Ngươi nói lại lần nữa xem. Cha ta nói là sẽ lật tẩy toàn bộ âm mưu thâm độc của ngươi. Hỗn láo, người đâu, mau bắt lấy nó. Mau dừng tay. Cô gái trẻ này vừa nói đến âm mưu gì vậy? Công chúa trẻ khiến đức vua bị hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ đẹp trong sáng, hiền hậu. Chắc chắn con rồng đã bắt nước cho nó đe dọa ta. Bây giờ đã kinh động đến đức vua. Giờ người lại say mê nhan sắc tỷ nữ này, tưởng lợi dụng được nó để trừ khử con rồng kia. Ai ngờ hổng hết. Tàu bệ hạ, thần đáng chết đã làm kinh động đến người. Khanh nói cho rõ đi, ta vừa nghe nói đến một âm mưu thâm độc, chuyện này là sao? Tàu bệ hạ, xin người đừng nghe cô ta nói láo. Đừng bị mê muội bởi vẻ ngoài của cô ta. Ả vốn là con gái của rồng, chính cha con ả mới đang âm mưu hãm hại bệ hạ. Cha nuôi của tôi là người tốt. Chúng tôi không hãm hại ai hết. Một cô gái hiền lành và yếu ớt thế này sao có thể... Được lắm, đến nước này, hôm nay ta sẽ mượn tay tên vua này trừ khử tận gốc con rồng phá hoại kia. Nếu bệ hạ không tin thì hãy đến sào huyệt của con rồng. Vừa hay bây giờ mặt trời chưa lặn, người sẽ được chứng kiến cảnh nó hút máu người hung tàn thế nào. Con rồng kia, đến ngày mày tận số rồi. Sao lại có hai vị tể tướng ở đây thế này? Ngươi mau thu lại viên ngọc cho ta. Ngươi quên, hôm nay là trăng tròn năm sao. Bùa chú mì ếm lên ta đã hết hạn, và giờ viên ngọc rồng ta luyện được trong một năm qua sẽ trừ khử ngươi. Tàu bệ hạ, một năm trước hắn toàn hạ bùa biến bệ hạ thành rồng. Thần tình cờ phát hiện ra âm mưu của hắn và lập tức bị hắn hạ bùa. Nhưng hắn không ngờ bùa của hắn chỉ biến thần thành nửa rồng. Hắn tức giận dùng pháp lực hóa thân thành hình hài của thần để tiếp tục âm mưu hãm hại bệ hạ, chờ thời cơ chiếm phương quốc. Trời ơi, một năm qua khanh đã phải chịu khổ rồi. Không, ta không cam tâm. Vương quốc này phải thuộc về ta. Một năm qua thần đã phải đi bắt những người vô tội về hang này, nhưng phần người của thần đã kiềm được tính ác, tự trói mình lại để không hãm hại ai. Điều tuyệt vời nhất là thần đã cưu mang được cô con gái hiếu thảo này. Hôm nay thần xin trao con gái cho người. Không lâu sau, lễ cưới của công chúa và đức vua trẻ được tổ chức long trọng. Bên cạnh người cha nuôi tốt bụng đã cứu giúp nàng, cha mẹ ruột của nàng cũng đã được đức vua trẻ điều binh đến cứu thoát và chia vui trong ngày hạnh phúc của con gái, trước khi xây dựng lại đất nước của họ sau đó. Con hồ ly núi kim cương. Ngày xưa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có hai vợ chồng trẻ sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Hôm nay thật may mắn, chỉ một lúc mà ta đã nhặt được gùi củi đầy rồi. Vợ thấy ta về sớm sẽ vui lắm đây. Ôi trời ơi, khói ở đâu ra thế này? Cơn gió ban nãy kỳ lạ quá, thật may bà ta không sao. Phiến đá kia có gì mà động đậy lạ thường thế kia, ta phải tới xem mới được. Chà, thì ra là một chú rùa nhỏ bị mắc kẹt. Giờ thì mày đi được rồi, rùa con ơi. Cứu thoát chú rùa khỏi tảng đá nặng đè lên, chàng lại tiếp tục bước đi. Nhưng đường rừng hôm nay khác hẳn mọi ngày. Càng đi, chàng càng lạc sâu vào trong khu rừng. Thật lạ lùng, khu rừng này ta đi nhiều, tưởng đã thuộc nằm lòng bàn tay. Vậy mà hôm nay sao lạ quá chừng. Chẳng lẽ ta đi lạc rồi sao? Thật may quá, đằng trước có một căn nhà, ta phải tới đó hỏi đường mới được. Thật kỳ lạ, không ngờ được ở sâu trong rừng lại có một căn nhà to đẹp đến vậy. Này chàng trai, cậu ở đâu mà lạc bước tới đây? Thưa ông, cháu ở dưới chân núi, vào rừng kiếm củi, chẳng may đi lạc vào sâu trong rừng ạ. Thì ra là vậy. Cậu cứ đi thẳng theo con đường này,
kiểu gì cũng sẽ ra được khỏi rừng. Cháu cảm ơn ông đã chỉ đường ạ. Gặp được ông đúng là may mắn quá. Nhưng cậu phải nhớ rằng, trên đường nếu gặp phải cô gái trẻ mời vào ngôi nhà lợp mái ngói thì tuyệt đối không được bước vào và không được ăn thức ăn mà cô gái đưa cho. Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Có ai không? Cứu tôi với! Trời ơi! Ai lại trói cô vào gốc cây thế này? May quá! Cuối cùng cũng có người tới. Tôi vốn già ở trên đây, tính xuống núi sắm sửa mấy thứ thì không may gặp cướp giữa đường. Chúng lấy hết sạch tiền bạc rồi trói tôi vào gốc cây này. Khổ thân cô, để tôi cởi trói cho cô nha. Cô có sao không? Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Tôi không sao, chắc do mệt quá nên quỵ xuống. Nhà tôi ngay gần đây thôi, đi một đoạn là tới. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Cứu người là việc nên làm, cô đừng bận tâm. Anh cứ đi thẳng tới, chỉ còn một chút nữa là đến rồi. Nhà tôi đây rồi, may quá, nhờ có anh mà tôi mới về tới nhà an toàn. Nhưng cậu phải nhớ rằng, trên đường nếu gặp phải cô gái trẻ mời vào ngôi nhà lợp mái ngói thì tuyệt đối không được bước vào và không được ăn thức ăn mà cô gái đưa cho. Sao bỗng dưng đang nắng trời lại đổ cơn mưa thế này? Ta mau vào trong nhà, kẻo mưa ướt mất. Nhưng cô ta yếu ớt như vậy, sao có thể lại hại mình được chứ? Hay là mình cả nghĩ quá thôi? Cơn mưa to quá, anh cứ ngồi đây trú mưa một lúc. Tôi xuống bếp hâm nồi cháo nóng rồi hai ta cùng ăn. Không cần đâu, phiền cô quá. Chỉ là chút cháo thôi mà, đằng nào anh cũng đang phải đợi mưa mà. Nhà chả có gì, chỉ có bát cháo, anh ăn tạm cho ấm bụng nha. Dạ, cháo ngon quá. Căn nhà đâu mất rồi? Chàng đã ăn bát cháo đó rồi thì sẽ mãi mãi ở đây phục tùng ta thôi. Từ nay hãy ở lại đây cùng ta đến suốt đời. Yêu quái, yêu quái. Đừng cố tìm cách ra khỏi đây, chỉ vô ích thôi. Hãy ngoan ngoãn ở đây đợi ta về. Ta đã dặn hết lời mà cậu không thèm nhớ, để giờ sa vào tay của con hồ ly tinh rồi. Ông là... Đây là núi Kim Cương, ta vốn là thần núi ở đây. Con rùa của ta sáng nay đi chơi chẳng may bị tảng đá đè lên. May nhờ có cậu cứu giúp, vì cảm kích lòng tốt của cậu nên ta đã chặn đường cảnh báo cậu về con hồ ly tinh. Vậy mà cậu vẫn sa vào bẫy của nó. Thì ra là thần núi, con cúi mong thần giúp con thoát khỏi ta yêu hồ. Con yêu hồ đó có phép thuật rất cao siêu, sức ta không thể đấu lại nó đâu. Nhưng có vật này có thể giúp cậu giết trừ hồ ly. Đây là con dao thần, cậu chỉ cần chĩa mũi dao về phía hồ ly, ánh sáng từ con dao tỏa ra sẽ khiến cho phép thuật của nó không còn tác dụng nữa. Người muốn sử dụng con dao này phải có tấm lòng lương thiện, còn nếu chỉ có chút suy nghĩ tà ác, phép thuật sẽ trở nên vô tác dụng ngay. Ta đi có một lúc mà chàng trai bỏ đi đâu mất rồi. Liệu con dao này phát huy tác dụng trong tay ta không đây? Nếu chàng không ra, ta sẽ có cách bắt chàng phải ra. Chàng sao có thể trốn được ta cơ chứ? Chàng cầm gì ở trong tay vậy? Hả? Ai? Là ai đã đưa cho chàng con dao đó? Chàng trai trẻ, mọi hiểm nguy giờ qua rồi, giờ cậu đã có thể an tâm về nhà. Thưa thần, vậy còn con cáo này? Nó giờ đã bị tước hết phép thuật, chỉ còn là con cáo bình thường mà thôi. Cảm tạ thần đã bày cách cứu con khỏi yêu phép của con hồ ly ạ. Con dao này cũng sẽ trở nên vô tác dụng,
Nếu cậu không có một tâm hồn trong sáng lương thiện, tất cả là nhờ cậu đã sống tốt bụng, tử tế với mọi người. Nhờ vậy mà mọi gian nan hiểm nguy đều có thể vượt qua được. Vậy là nhờ bản tính lương thiện và năng giúp đỡ mọi người, chàng trai đã thoát được khỏi bùa phép của hồ ly tinh, quay trở về nhà đoàn tụ với người vợ thân yêu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.